Sau khi để làm cà phê mình đã sáng đến như vậy này, mình có thể làm cà phê. Thì trước khi làm cà phê ấy thì mình luôn có thao tác là bấm sẵn khoảng tầm 2 giây nhá. Đó, mục đích của việc sẵn này là để vệ sinh và để ổn định nhiệt độ của họng khi mà mình chiết xuất. Tiếp theo là cách lắp tay cầm cà phê này, mình sẽ nghiêng trái 45 độ. Nghiêng trái 45 độ này, sau đó mình kéo mạnh về bên tay phải. Khi nào căng tay mình nhả ra. Yeah. Sau lấy đi tư tách và mình bấm chiết xuất. Okay. Khi nào mà đủ cái lượng mà mình muốn rồi đấy, mình sẽ tắt bằng cách ấn lạnh lần thứ hai lúc làm cà phê. Ok, vậy là máy đã tắt.